Phương Đồng quá đẹp các chị ơi. Một cái Phương Đồng xuất sắc cho các chị luôn. Rồi bây giờ mình chấm cho em xin một chấm đi, trợ lỡ nhá hàng cho các chị rồi. 6 năm, 9 năm chị nào nghĩ chốt đơn nha. Cái khả năng lẽ sai của em đang cực kỳ cao cả nhà ơi. 6 năm, 9 năm kèm số điện thoại giùm cho em nha chị Phương Trương nha. Kèm giùm em số điện thoại với, tại vì hệ thống nhà em lên đơn 51kg hả chị. 51kg là mang size M bên em đấy, mang size M vừa đẹp luôn. Rồi ok, em lên cho các chị một cái siêu phẩm tiếp theo cả nhà. Siêu phẩm này các chị, hiện tại em cũng đang còn dành đầy đủ cho các chị 5 size cho mã sản phẩm này giùm em. Rồi ok, siêu phẩm lên sóng luôn nha cả nhà ơi. Đó, mọi người nhìn em đẹp không các chị ơi, Phương dám cực kỳ xuất sắc cho các chị. Rồi ok, mã sản phẩm này giúp cho em Ngọc đẹp không cả nhà. Để xoay Phương nhẹ cho các chị xem cái màu nhu mì giả mang các chị. Cái màu này em lên cho các chị một cái màu rất là nhu mì cho cả nhà ha. Phương dám vẫn là một cái phương dám A xòe nhẹ cho em ạ. Mã sản phẩm này Ngọc đang làm cho các chị sẽ là chất liệu lụa mango. Và các chị nhìn ngắm ra cái phơm. Em tạm thời kéo cái phần bình luận qua nha mọi người ơi. Đó, các chị thấy cái phơm dáng của mình nè. Xin cho các chị mã sản phẩm này. Các chị nào thích mình ở lại like nghe em tư vấn nha. Tại vì mã sản phẩm này em lên cho các chị một cái mức giá mềm hơn nha. Em lên cho các chị mã sản phẩm này với mức giá mềm hơn cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, đang còn đầy đủ 5 size cho các chị từ 40kg đến 72kg. Chốt đơn cho em mã sản phẩm này. Phong xin luôn cả nhà. Đầm này đi tiệc, đi chơi và đi làm thoải mái cho em. Cà phê, dạo phố, hẹn hò với bạn bè. Các chị lên phong quá xinh, quá xuất sắc. Mã sản phẩm 6552 cả nhà. 6552 sẽ được làm bằng chất liệu lụa mango. Phơm dáng A xòe nhẹ dùm cho em như thế này đây. Phơm dáng cổ cho các chị nè cả nhà ơi. Lên phơm xinh không? Cổ này em làm cho các chị cổ V đắp chéo. Nhưng mà cái phần cổ V của mình sẽ là phơm dáng cổ V nhỏ. Các chị không có bị hở phơm của mình đâu. Phơm dáng tay nè các chị ơi. Tay loe nhẹ ha. Nhưng mà em sẽ chiếc nhíu trên cái đền cầu vai của mình, tạo cái cảm giác là cái cầu vai của mình cao hơn và đẹp hơn các chị. Và đặc biệt điểm nhấn của em đồng này đó chính là phần đai eo. Các chị thấy nè, cái thiết kế nhà em làm cho mọi người nè, các chị thấy không? Bản của mình á, nó sẽ đi cho các chị một cái vân, hai vân và ba vân em xếp ly đi xuống, tạo cái điểm nhấn đó chính là cái khuy đai eo của mình đi vạt xuống như thế này luôn. Lên phơm cực kỳ đẹp, hai bên có phối túi giùm em, đằng sau có khóa kéo ẩn và bên trong có với lót nha. Lụa mango các chị, lót đồng màu với sản phẩm và em lót toàn thân đồng dành cho sản phẩm này luôn. Rồi các chị, phiên bản này thực sự em chốt cho các chị cũng tầm là 4 chiếc cho mỗi size thôi các chị ơi. Em có tổng cộng cho các chị gọi là 20 chiếc cho bản sản phẩm này. 6552 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment dùm cho em Ngọc. Em miễn phí ship cho các chị mã sản phẩm này. Giá ngày hôm nay các chị rất là mềm, 520.000 đồng cho mã sản phẩm 6552 này. Và em còn hỗ trợ miễn phí ship cho mình nha. 6552 các chị ơi. Các chị lên đơn cùng em mã sản phẩm và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Buổi sáng ngày hôm nay là em Ngọc lên cho các chị hai mã sản phẩm này thì em thấy thật sự nó rất là đẹp các chị. Ví dụ như mã sản phẩm 6595 các chị chưa hài lòng, mình lên tiếp mã sản phẩm này giùm em. Tại vì những cái mã sản phẩm này dường như á, đây là chỉ còn một hai like cuối cùng nữa thôi em lên cho mọi người. Tại vì những cái mã sản phẩm này các chị, em còn phải nói là ở trên like thì bán cho các chị một cái số lượng hạn chế thôi. Tại cửa hàng thì em đang bán cho các chị gọi là bùng nổ như mã sản phẩm này rồi. Lên phân cực kỳ xinh, ngồi xuống đứng lên thoải mái, không bị nhăn nhầu. Lùa mango em bao cho các chị giặt máy giặt tay thoải mái, không bị nhăn. Tính chất vải này thứ nhất mềm, mịn, mát và thấm hút mồ hôi tuyệt đối. Vào thời tiết hè này các chị nên lựa chọn mã sản phẩm này. Tại vì cái vải á, khi sờ vào là đã mát tay rồi các chị. Mặc lên người là nó mềm, nó mịn và nó mát cái làn da của mình. Mà sản phẩm này 6552 nhá. Em có cho các chị 5 size SML và XL 2X cùng các chị. 40kg đến 72kg chốt đơn cùng em. Tranh thủ nha cả nhà, em chốt tầm 3 đến 4 chiếc cho mỗi size thôi. Dạ rồi, em thấy comment của chị Minh Thủy nha. Rồi ok chị Minh Thủy nè, em chốt cho mình 6595 size S nha chị nha, hỗ trợ miễn phí ship cho mình. Rồi các chị nhìn ngắm kỹ lại mặt sản phẩm 6552 một lần nữa giùm cho em phiên bản nè. Đây cũng sẽ là cái chiều dài của em váy này thì khoảng tầm là 90-93cm cho các chị thôi. Cái phơm này thì em cao 1m6, nó vừa ngang gối của em các chị. Lên phơm sang không? Phơm ngang dùm cho em Ngọc nè và phơm đằng sau cho các chị. Đằng sau em có phối khóa rít kéo ẩn cho mình. Lên phơm rất là sang mọi người. Mã sản phẩm này thì nó không cần một cái thiết kế gì cầu kỳ cả.
Em lên cho mình điểm nhấn chỉ là phần tay thôi. Họa tiết chấm bi, một cái họa tiết chấm bi thời thượng cho mình. Các chị thấy thập niên gọi là 70, 80, 90 cho tới thời điểm hiện tại thì váy chấm bi luôn luôn là một cái sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho các chị. Nó không bao giờ bị quê các chị ơi. Mình mang hoài giùm cho em luôn ha. Mà sản phẩm này đi làm, đi tiệc thoải mái cho em Ngọc. 6552 gạch ngang kèo suối thoại, em giữ đơn cho mình với mức giá 520.000. Rồi nhìn giùm em cái số vải các chị. Họa tiết bi này em làm cho các chị đều không mọi người, không làm lộn xộn nha. Họa tiết bi này không làm lộn xộn cho các chị, lộn xộn nó sẽ bị rối. Còn họa tiết chấm bi này em làm cho các chị nè, rất là đều. Đó, đều từng đường ly như thế này luôn. Vải của mình mềm. Đấy, mọi người thấy cái số vải không? Nó mịn các chị, nó rất là mịn và rất là nhuyễn như thế này đây. Bên trong em có phối lót và lót toàn thân đầm luôn. Chị nào ưng ý, các chị nhìn giùm em cái dáng eo. Đó mọi người, các chị thấy dáng ngực và dáng eo không? Đây, rồi bây giờ các chị sẽ thấy giùm em cái đai hơn. Cái khuy đai, khuy đai này nhà em làm cho các chị là khuy đai đá mạ vàng cho các chị. Và đây sẽ là một cái khuy đai mà không bị bong tróc giùm cho em luôn nha. Các chị sẽ không bị xé, không bị bong tróc cho chúng ta. Và các chị mình mang, càng mang nó càng sáng cho cái khuy này nha các chị ha. Khuy kim loại và có mạ đá giùm cho em. Và đặc biệt các cái khuy này nó rất là sáng, mọi người nhìn giùm em nè. Nó rất là sáng nha, bắt đèn và bắt ánh nắng cực kỳ luôn. Mã sản phẩm 6552, em có 5 size 40kg đến 72kg, chút đơn giùm em nha. Em đang còn số lượng ít cho mặt sản phẩm này và em chốt tầm 3 đến 4 chiếc cho mặt sản phẩm này thôi các chị. 3 đến 4 chiếc cho mỗi size thôi. Chị nào ưng ý để chốt đơn mặt sản phẩm này để em giữ đơn cho mình là 520. Các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hôm nay là em miễn phí ship mặt sản phẩm này nha. Tích lũy điểm đơn hàng thành công, thành viên bạc 10%, thành viên vàng em giảm 15%, thành viên kim cương em giảm cho các chị 20%. Tham gia vòng quay may mắn đổi hàng trong vòng 5 ngày. Hôm nay mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm bất kỳ, mua 4 sản phẩm tặng 2 sản phẩm bất kỳ cho các chị. Càng nhìn cái form này em càng thấy đẹp các chị ơi. Vải bên em rất là sang hơn hai bên phối túi cho các chị. Form dáng này quá là hời rồi mọi người. Cái form dáng này dễ mang. Tại vì cái tùng em làm cho các chị này, các chị thấy là vừa ngang cái phần gối của em luôn. Thời tiết các chị ơi, thời tiết của mình đang nóng, những cái mã sản phẩm này là sự lựa chọn dành cho các chị nè mọi người. Bình thường á, các chị sẽ thời tiết mà nóng nóng các chị sợ là những cái mã sản phẩm mà ví dụ như là chất liệu cotton đồ các chị thì mang các chị sợ nóng. Nhưng mà đối với lụa măng gồ bên em các chị yên tâm ha. Cái số vải các chị thấy em nhầu có bị nhăn không? Mã sản phẩm này em bao cho các chị giặt máy giặt tay thoải mái nha. Tại vì đây là những cái dòng chất lượng vải mà thượng hạng bên em luôn. Em nhập cho các chị toàn là về là vải xịn thôi các chị. Nên là các chị sẽ an tâm về cái chất liệu vải của mình là thứ nhất. Cây vải mình về đúng một màu thôi, lên đúng một phong dáng, không có màu thứ hai cả nhà. Em lên không có màu thứ hai cho mọi người đâu. Nếu như mà các chị thích thì chốt đơn hàng liền, để không là hết hàng này là các chị hàng không về nữa. Làm sao mà các chị có thể chốt được cái cây vải này các chị? Đâu phải là cây vải nào mình cũng có thể là nhập số lượng nhiều đâu các chị ơi. Và từng họa tiết khác nhau chứ đâu phải là muốn là nhập chấm bi về là có chấm bi cho các chị đâu. Đó, cây vải của mình có số lượng, em may cho các chị cũng có số lượng cho mặt sản phẩm này luôn. 6552 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm cho em Ngọc. Mã sản phẩm này đi tiệc đi du lịch cũng thoải mái. Đây, phối cho các chị một cái nón và một cái kính nữa để cho các chị hình dung rằng là mã sản phẩm này ví dụ như là mình đi du lịch được không các chị, thanh lịch nhã nhặn cho các chị rồi nha mọi người. Ưng ý chốt đơn hàng liền giùm em dự đơn và đi đơn hàng sớm cho mình. Trong nội buổi chiều ngày hôm nay thôi, nhân viên sẽ gọi điện và tư vấn về size số cho các chị. Bên trong em có phối lót, yên tâm nha cả nhà ơi. Đây cái phần túi nè, cái phần túi cũng vẫn khoe cho các chị, túi của mình may rất là kín đáo, không bị hở phơm dùm cho em nha. Và các chị thấy nè, cái phơm lưng của mình có bị gọi là bị gãy phơm các chị. Phơm lưng không hề bị gãy phơm một xíu nào cả. Em lên cho các chị rất là chỉnh chu cho mặt sản phẩm này. 6552 các chị ơi, quá đẹp các chị ha. Cái phơm này đẹp lắm luôn á. Ba cái dùng chất liệu vải thực sự nha. Nếu nói mà khen dòng nào cũng khen á thì hơi kỳ một xíu, nhưng mà thiệt sự các chị ơi, cái mỗi cái tính chất cái vải của mình nó sẽ khác nhau đó mọi người. Nhưng mà cơ bản thì váy em sẽ lên cho các chị đó chính là đầy đủ những cái tính chất mà tốt nhất của cái vải của mình. Các chị luôn cần một cái mặt sản phẩm đẹp sang, mặc lên trẻ, tính ứng dụng cao, nhưng mà cái vải phải thoáng, phải mịn, phải mềm, phải mát. Thì nhà em cũng phải cố gắng lên cho các chị chỉnh chu nhất về cái phơm vải của chúng ta. Đó, cái chị lùa măng gồ là cũng là một trong những dòng chất liệu vải như vậy. Phơm cho các chị nè, đẹp không các chị? Mã sản phẩm này các chị mang đi làm, mang đi tiệc chán dùm cho em rồi, các chị có thể là mang mặt nhà cũng thoải mái. Tại vì cái tính chất nó rất là thoáng, rất là mát cho các chị. Mềm nha các chị ơi, rất là mịn vải dùm cho em. Cứ là tháo bao bì ra kiểm tra đi, coi như em Ngọc nói không các chị ơi. Dòng chất liệu vải này thì em tin chắc rằng là các chị đã có nhiều tại váy em rồi. Ví dụ hôm
hôm nay em lên cho các chị còn đầy đủ 5 size chốt đơn cùng em. 40kg đến 72kg chốt đơn nha các chị, form quá đẹp các chị. Đó, mình thích mình chốt đơn cùng em để em giữ đơn cho mình. Em chốt chỉ tầm là 3 đến 4 chiếc cho mỗi size thôi chứ em không có chốt nhiều đâu mọi người ơi. Lên đơn cùng em sẽ là 6552 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nha. Các chị được miễn phí ship cho mặt sản phẩm này, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Form đẹp các chị ha. Ngồi cho các chị xem nè, em ngồi cho các chị xem form ngang để cho mọi người thấy rằng là cái mặt sản phẩm này có lộ form bụng của mình không cả nhà. Không hề luôn. Không hề một xíu nào cả, ngồi cũng đẹp nữa các chị. Cái sản phẩm của mình may mà ngồi cũng duyên dáng các chị ha. Ở bên trong có lót cho em, độ che phủ rất là tốt nên là yên tâm đi mọi người. Cái vải của mình nè, đây em ngồi xuống để em cho các chị xem cái vải cho nó dễ ha. Chứ đứng lên cầm lên nó hơi kỳ. Đó, các chị thấy là cái vân vải ở bên trong nó sẽ có độ mờ. Và cái độ mờ này nó sẽ tạo cái cảm giác là che khuyết điểm cho mình rất là tốt. Và cái độ che phủ an toàn của mình tốt hơn. Và cái foam ngực này em cúi người xuống các chị có bị hở foam không? Không hề bị hở foam nào, một chút nào cả. Và foam dán cổ V của mình không quá sâu, không quá rộng. Không phải là một cái foam dán cổ V quá là to các chị. Em làm cái phiên bản cổ V của mình nhỏ nha. Và chiếc nhíu ở đây nữa nên là cái foam của mình nó không có bị gọi là bị trục foam của mình. Và phần tay nè các chị, chiếc ly cho mọi người tạo cái cảm giác là cái vai của mình nó cao hơn tầm 2 xăng. Đẹp các chị ha, che khuyết điểm giùm em cái phần tay các chị. Không phải là làm cái dáng tay quá lố cho các chị đâu, nó vừa phải luôn. Giơ tay lên không bị kích, chị nào giáo viên lựa chọn mà sản phẩm này giúp em. Lên form đẹp lắm, 6552 gạch ngang kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mình nha. Chị nào thấy đẹp thì phải chốt liền giùm em rồi. Bây giờ em đang còn đầy đủ size đó các chị. 1-2 hôm nữa thế nào hệ thống cũng báo hết size. 1-2 hôm nữa các chị, tại vì cái tốc độ mà đi đơn hàng của nhà em rất là gọi là rất là cao. Em đâu phải là bán cho các chị là ở trên livestream mà em Ngọc đăng live đâu. Mọi người còn sẽ có tại cửa hàng nữa nè. Nên là các chị nếu như mình có thời gian á, các chị ghé tại cửa hàng giùm cho em nha. Đứng lên cho các chị xem cái mã sản phẩm 6552 này kỹ một lần nữa giùm em nha. 6552 gạch ngang kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm cho em Ngọc. 520.000 đồng cho mã sản phẩm này các chị. Đây phân giá thiết kế của mình đây. Phân gan giùm em và đằng sau sẽ có khóa thiết kế ẩn cho mọi người. Đó, nhìn ngắm giùm em như thế này ha. Mã sản phẩm này ứng dụng tốt giùm em. Tại vì sao mà những dòng chất liệu với lại là cái thiết kế bên em thường làm những cái thiết kế như thế này các chị. Đó chính là cái tính tiện lợi của mình đó mọi người. Cái tính tiện lợi của mã sản phẩm của mình. Ví dụ như các chị có thể làm lên một cái em đầm đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh của chúng ta, thứ nhất là chị có thể là mang đi tiệc thôi, hoặc là chị có thể mang đi làm thôi, là cái em đầm đó dành để mang đi làm hoặc là mang đi tiệc. Còn váy của váy em ấy á, thì lên cho các chị, thứ nhất là phải là tính cái tiện lợi và tính đa dụng của mã sản phẩm này. Ví dụ các chị mang đi tiệc dành cho mã sản phẩm này vẫn được giùm em, các chị mang đi làm dành cho mã sản phẩm này vẫn được giùm em, mình đi cà phê, mình đi chơi với bạn bè, mình đi xem phim cũng được, cuối tuần đi xem phim với người thân yêu trong gia đình của mình cũng được các chị. Nhưng mà thậm chí các chị có thể là mang mặt nhà cuối tuần đi siêu thị giùm em được không các chị, vẫn được nha. Các chị mang mặt nhà cho những dòng sản phẩm này, tại vì cái tính chất nó rất là mát và có hai túi hai bên cho các chị nữa. Rồi các chị, em chuẩn bị lẻ size cho 6552, chị nào nghĩ chốt đơn cùng em 6552 gạch ngang kèm số điện thoại nha các chị ơi. Buổi sáng ngày hôm nay chị nào còn ở trong live, các chị chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment nha cả nhà. Ưng ý mã sản phẩm nào rồi chốt đơn mã sản phẩm đó, tại vì em xuống live mã sản phẩm này phải nói là đâu phải ngày nào em cũng lên live để tư vấn cho các chị mã sản phẩm này đâu. Thứ nhất là số lượng em ít nè, cái khả năng lẻ sai các chị mình quan trọng là cái khả năng lẻ sai giùm cho em. Tại vì cái size mà em thường nói với các chị á, các chị chốt tại nhà em thường là XL và 2X, nên là cái khả năng mà chốt cho các chị trượt XL và 2X rất là cao. Nên nếu như chị nào thích rồi các chị chốt đơn cùng em luôn, nhân cơ hội còn đủ size em chốt đơn cho mình. 6552 520.000 đồng 5 size 40kg đến 72kg nha các chị. Màu hồng này em làm cho các chị một cái gam màu hồng đất pastel á cả nhà, nên là nó cũng rất là nhã nhặn cho mọi người, chứ không phải là nó không phải là cái màu hồng màu quê đâu các chị. Thường thì em cũng ngại, các chị cũng ngại là những cái gam màu hơi đậm đậm, nó hơi quê. Nhưng mà cái màu này các chị nhìn giùm em nè, màu em đang like là camera thường chân thật của sản phẩm luôn. Đó, cái màu này nó không bị quê giùm cho em nha, nó pastel, nó nhã nhặn. Các chị nó nhu mì cho mã sản phẩm này. Và mã sản phẩm này thực sự mang lên rất là duyên dáng cho mình rồi các chị, dễ phối đồ giùm cho em nha. Cái màu này dễ phối đồ, em xoay phân ngang để cho các chị nhìn ngắm cái form của mình. Đó, đi ly cho mọi người 1 ly, 2 ly, 3 ly.
và phối cho các chị một cái đai eo vạt như thế này cho em nữa, lên form rất là xinh. Các chị cứ chốt đơn cùng em, nghe lời em mà sản phẩm này thật sự rất là đẹp. Các chị không chốt đơn nữa là cái khả năng lẻ sai rất là cao nha. Em chỉ sợ lẻ sai cho các chị thôi, với lại cái số lượng không có nhiều các chị ơi. Tính ra một mà sản phẩm này chia chi nhánh cửa hàng của mình ba chi nhánh mà lên cho các chị tầm là 150 đến 200 chiếc thôi, chứ đâu có bao giờ mà lên nhiều cho những mặt sản phẩm này đâu. Với lại thiết kế lên cho các chị tầm 150 đến 200 chiếc, em chia cho ba cửa hàng cho các chị nào mà 5 size. Các chị 5 size như cả nhà thì tính ra các chị xem cái mỗi size nó được bao nhiêu chiếc cho các chị. Em mai cho các chị 5 size lận thì mỗi size có bao nhiêu chiếc, tầm là 30 chiếc cho các chị thôi. Chia ra 3 cửa hàng thì mỗi cửa hàng thì tầm 10 chiếc cho các chị. Và 10 chiếc tại cửa hàng bán cháy hàng rồi, em còn dành số lượng cho các chị bán trên line. Thì số lượng em thật sự mỗi size đâu có nhiều đâu cả nhà, thiệt sự là như vậy. Mỗi size không có nhiều. Nếu như các chị thích thì mình chốt đơn hàng liền. Bởi vậy các chị thấy là ở trên line em có dám chốt nhiều đâu. Em không dám chốt nhiều các chị, em chốt tầm là 3 đến 4 chiếc cho mỗi size là em đã chốt nhiều so với cửa hàng rồi á. Cửa hàng thì các chị ơi, đó chia ra các chị chốt mà em đâu phải là bán tại cửa hàng đâu. Còn rất là nhiều phương tiện khác nhau. Nhưng mà chắc chắn với các chị một điều rằng, các chị mua hàng trên line gặp mặt em Ngọc và Phượng Ngân thì các chị sẽ một có cái mức giá nó hợp lý nhất có thể luôn các chị ha. 6552 là mã em đang mang. Chị nào nghĩ chốt đơn lụa mango cao cấp bên trong có khối lót cho em nữa, 40kg đến 72kg, và các chị cái khung size của mình đang còn khá là rộng á, nên là mọi người ưng ý chốt đơn đi để cái khả năng lẻ size là mình sẽ tiết giùm em nha. Khả năng lẻ size là tiết dữ lắm tiết các chị ạ. Phơm giảm này các chị lên đơn cùng em 6552 gạch ngang cành suýt lại miễn phí ship cho các chị rồi. Rồi chị nào mới vô nè, em tiến gần lại màn hình cho các chị xem phơm giảm thiết kế kỹ hơn xíu. Lụa mango bên em là dòng lụa chất liệu thượng hạng nha các chị ơi. Nhập vải cho các chị nè, lên cây vải màu nhã nhặn, chấm bi em làm cho các chị chấm bi đều nha các chị ơi, không làm cho các chị mà chấm bi lộn xộn đâu. Phơm giảm cổ cho mình, phơm tay chíp nhíu cho các chị, ai phơm tay le che khuyết điểm tốt cho em nha. Và đặc biệt điểm nhấn của em đồng này nó đẹp, đó chính là ở cái phần eo á các chị. Cái phần eo nhà em làm cho các chị rất là đẹp, vẫn là giá eo cao nha, hai bên có khối túi. Phơm ngang dùm cho em Ngọc và phơm đằng sau, các chị thấy phơm đằng của mình sang rất là sang. Và đặc biệt cái sản phẩm này có độ đàn hồi nhẹ dùm cho em nha. Lùa mango tại cái em ơi có cho các chị một cái tính đàn hồi nhẹ, có pha sợi thun trong đây, nên là khi mà các chị ăn non tí không sao, hoặc là khi mà mình tăng cân mà kiểu là vòng eo của mình tăng 1-2 cm các chị mặc vẫn không bị kích dùm cho em Ngọc luôn. 5 size hiện tại em còn 5 size thì các chị chốt liền nha mọi người, SML, XL và 2X, 40kg đến 72kg. Cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán thoải mái dùm cho em là ok các chị. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán mạnh dạn kiểm tra, ưng ý thì chốt đơn. Hàng của mình có bất kỳ sai sót gì các chị trả hàng cho em, hoặc là mọi người đổi hàng trong vòng 5 ngày dùm cho em đối với những cái mã sản phẩm này. Hôm nay còn chương trình cho mọi người nha. Chương trình thì em áp dụng chỉ là ngày hôm nay và ngày mai là hết chương trình của mình rồi. Mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm bất kỳ, mua 4 sản phẩm em tặng 2 sản phẩm bất kỳ, mua 4 được 6 các chị, mua 2 được 3 nha cả nhà. Còn mua bất kỳ sản phẩm hôm nay các chị, mình sẽ có những chương trình bên em miễn phí ship nè, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tích lũy điểm đơn hàng thành công, thành viên bạc giảm 10%, thành viên vàng 15%, thành viên kim cương giảm 20% cho các chị. Tham gia vòng quay may mắn có cơ hội trúng lên voucher 100 đến 150.000 đồng, có thể trừ trực tiếp vào sản phẩm giúp em cũng ok. Khách hàng VIP thì các chị có cơ hội trúng chỉ dàng 4 số 9 giúp em nha mọi người. 6552 là mã em đang mang, chị nào thích lên đơn hàng liền. Để em xuống like nữa là cái khả năng hết size rất là cao nha mọi người ơi. Chấm bi chắc không em chỉ thích chéo. Cái này đọc em không hiểu nè các chị. Cổ có chắc không? Cổ chỗ có chắc không đúng không? Rồi ok mã sản phẩm này. Rồi ok giùm em. Cái cổ các chị phơm dáng em chích cho các chị như thế này đó mọi người, nên là không có bị gọi là trễ phơm của mình hay là nó bị trượt phơm của mình nha các chị. Tại vì em cũng biết là nhiều khi cái phơm mà đắp chéo như thế này các chị sợ là cúi người xuống hoạt động di chuyển. Các chị nhìn giùm em Ngọc nè, có bị hở phơm không các chị? Phơm này rất là đẹp, chị nào thích thì chốt đơn cùng em đi. Em sắp lẻ sai, em đâu có dám chốt nhiều đâu các chị, thiệt sự những mã sản phẩm này em không có dám chốt nhiều trên live đó. Mọi người nhìn em nãy giờ em phân tích cho các chị 150 chiếc cho mạng sản phẩm này, chia ra ba cửa hàng và chia 5 size thì các chị tính ra mỗi size thì có bao nhiêu chiếc. Mỗi size tối đa có 10 chiếc cho các chị ha. Mà em lên cho các chị mọi người ơi, Ngân và em lên tầm là 2-3 like là hết hàng.
không quay về hàng nữa cho các chị. Nếu như mà bây giờ mình thích cái kiểu dáng này, mình thích cái họa tiết này, mình thích cái form dáng này của em, và đặc biệt dòng chất liệu lụa mango tại váy em rồi, thì các chị lên đơn cùng em để em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mình luôn. 6552 kèm số điện thoại 520.000 giùm em nha. 6552 gạch ngang kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm cho em nha các chị ơi. Ưng ý chút đơn hàng liền để không là tiếc lắm mọi người. Mã sản phẩm này khả năng lẽ sai, các chị tin em đi mọi người. Các chị tin em không? Các chị tin em không cả nhà? Hôm nay em lên live nè, các chị còn thấy mà 2-3 ngày sau nữa, nếu sản phẩm này có lên, thế nào cũng phải lẽ sai, ít nhất thì cũng một sai. Và sai lẽ dễ nhất, các chị biết là sai gì không? Đó chính là sai 2X và sai 1X bên em, là tương đương 59-72kg á. Đây là một cái khung ký mà các chị khách hàng bên em rất là thích chốt sản phẩm này. Tại vì sao? Các chị biết là cái cân nặng nó cao như vậy mà nhà em nhanh chốt hết luôn các chị. Thứ nhất là cái form dáng này nó che được khuyết điểm của mình, nên là các chị cũng không có e dè về cái chuyện là cái cân nặng của mình bao nhiêu cả. Che được khuyết điểm là tốt rồi, các chị tôn được ưu điểm làm dáng mình gọn hơn thì các chị cũng đã mua sản phẩm XL và 2X. Còn những cái sản phẩm mà kiểu như là em có S, có M, có L là do các chị khách hàng bên em á, là ví dụ như là ngày ngày bên em á thì ít hơn tí thôi, nhưng mà số lượng em cũng sẽ cân đối lại cho các chị, chứ không phải là cái mã sản phẩm này S nó còn nhiều cho các chị đâu. Em cũng dám chút S có 3-4 chiếc cho mỗi size thôi, chứ em Ngọc cũng không có dám chút nhiều nha mọi người. 6552 gạch ngang kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm em các chị. Rồi em đứng lên các chị ơi, xem phương dáng kỹ là một lần nữa cho em nha. 1 phút 30 giây cuối cùng nữa các chị lên đơn mã sản phẩm này. 1 phút 30 giây cuối cùng nữa các chị lên đơn mã sản phẩm 6552 và em giữ đơn cho mình 520.000 nha mọi người ơi. Sản phẩm này các chị mình thử giùm em Ngọc đi, các chị sẽ thấy ở bên ngoài nha, người ta toàn là bán cho các chị 800-900, thậm chí em thấy nhiều nhất đó các chị, nhiều khi thật sự nó hơi kỳ, tại vì đây cũng là một cái vấn đề tế nhị. Em cũng không có muốn là để so sánh với một cái dòng chất liệu vải nào hay là một cái brand nào, thì thật sự đây là một cái điều tối kỵ thiệt sự luôn, cái đó em phải tư vấn thiệt. Nhưng mà các chị, nếu như mà các chị biết đến với em ơi, hoặc là đến biết đến một cái brand nào khác đi thuộc là cái tầm chất liệu vải cao cấp và cái thiết kế cao cấp luxury giống như em vậy á, thì các chị sẽ so sánh được cái mức giá. Em nói thật sự đó, mức giá nhà em lên cho các chị chỉ có 520.000, trong khi là thiết kế như thế này họ lên cho các chị có mức giá 800-900. Tại vì các chị biết rằng là những dòng chất liệu vải thượng hạng này là em phải nhập, chứ là tại Việt Nam làm gì có một cái dòng chất liệu vải mà như vậy các chị. Thực ra lụa mango cũng có, lụa mango Việt Nam cũng có các chị, chứ không phải là không có đâu, có hết trơn rồi các chị ơi. Nhưng mà cái sản phẩm của chúng ta, các chị mang lên người các chị sẽ có cảm nhận cái sự khác biệt liền. Thứ nhất đó chính là cái form đẹp, cái thứ hai nữa là cái vải của mình nhẹ, mịn và mát, đặc biệt nữa là nó thấm mồ hôi tuyệt đối cho các chị và nó không bị nhăn nhầu. Giặt máy giặt tay các chị mang nó không có bị sờn vải như cả nhà. Rồi ok, mã sản phẩm 6552 kèm giùm em số điện thoại nha, 10 giây cuối cùng các chị. Rồi vậy là em chốt cho các chị mỗi size một chiếc nữa thôi, em xuống like luôn. Mỗi size một chiếc nữa thôi, em xuống like luôn các chị ơi. Chị nào ý chút đơn hàng giùm em nha, để em xuống like là tiếc lắm mà cả nhà ơi. Chị nào ưng ý 6552 em đang giữ đơn cho mình chị với mức giá 520.000 đồng thôi. Em còn hỗ trợ miễn phí ship mã sản phẩm này và kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chị nào ưng ý chút đơn hàng liền tay mọi người ơi, để em giữ giá cho mình ở trên like. 40kg đến 72kg chút đơn hàng liền giùm em nha. 40kg đến 72kg chút đơn hàng liền để không thôi tiếc lắm cả nhà. Ok chưa mọi người? Rồi ok, bây giờ chắc có lẽ là em dành cho các chị 10 giây cuối cùng, các chị lên đơn cho mã sản phẩm này nha mọi người. Có thắc mắc gì về mã sản phẩm ngày hôm nay hay không, các chị lên comment cho em biết để em tư vấn mình nha cả nhà ơi. Có thắc mắc gì về những sản phẩm ngày hôm nay không các chị? Rồi ok các chị, bây giờ chắc có lẽ là em Ngọc xin phép là xuống like tại đây luôn nha. Chị nào ưng ý mã sản phẩm 6552 em đang mang thì các chị lên đơn để em giữ đơn. Trong vòng chiều ngày hôm nay thì sẽ có nhân viên xác nhận đơn hàng và tư vấn về size cho các chị. Tất cả những mã sản phẩm hôm nay thì các chị sẽ được hỗ trợ miễn phí ship giùm em. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công. Thành viên bạc giảm 10% cho em rồi đúng không các chị? Thành viên vàng kim cương thì các chị cũng đã biết rồi. Còn bây giờ thì các chị nhìn ngắm lại thì một lần nữa thôi. Ok chưa? Dạ em cảm ơn các chị rất là nhiều nè. Trong buổi gọi là sáng ngày hôm nay, dù rất là bận đúng không các chị, buổi sáng thì em biết rằng là các chị cũng gọi là rất là bận, nhưng mà cũng dành thời gian để nán lại cùng với em My cũng như là cùng em Ngọc. Các chị nhớ là để chuông điện thoại để nhân viên nhà em có thể là tư vấn mình nha. Còn bây giờ thì em chúc các chị nè có một cái buổi trưa làm việc hiệu quả nha các chị ha. Hẹn các chị là 12 giờ. 12 giờ ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục lên cho các chị những cái siêu phẩm tiếp theo, các chị cùng đón xem giùm cho em. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Xin chào các chị ạ.